Cái thằng này bị thằng này bị lỗi game rồi. Chắc là game này lại remake rồi. Cái game đánh 4 năm ở trên này sao đánh? Bên mình remake, bên kia remake. Bên kia ám ca 2 người, bên mình ám ca 2 người. Cái này bị kèo phì rồi. Báo tới, báo tới. Tới đây bạn. Còn nó biến chắc ăn được các bạn này. Hay rồi. Báo tới, báo tới. Rồi, luôn tự tin hơn quá ông ơi. Lướt lên chơi nó luôn mà để dành cái lướt rồi chứ. Bên đây lên thị kiếm anh em, bên đây lên lưỡi thái à, hay là bên đây lên bên này găng tay, bên này tâm hợp, nó lên hai cái kiếm chắc là bên này bú rìu, có bên này bú rìu, bóng mà đánh nhìn chán vậy ta. Đó là 4-2 đúng không mọi người, 4-2 mà để 4 thằng đúp chết 2 thằng để 2 thằng đúp chết 4 thằng. Phải ăn cái đủ đầu luôn. Bắt buộc phải ăn cái đủ đầu. Mình cảm giác như hiện đánh vợ vậy sợ luôn.
Đứng nó đợi xíu anh xuống, coi chừng chết. Nó biết rồi, nó biết anh xuống. Dùng được đánh đánh ra xuống tứ. Quá lên. Chắc là cần có cái khăn. Chắc là cần có cái khăn này. Chết luôn. Rồi chạy đi. Chạy. Có lẽ. Mình có cài với lại đu á nè. Hiện tại đang có cái ưu đãi nhỏ nhỏ cho phòng tròn. Có cài với đu luôn nha mọi người.